Vương Tinh được mệnh danh là Vương 400 khi có tên trong khoảng 400 phim lớn nhỏ. Thành công quá sớm, giàu có, ông còn được mệnh danh là trùm Playboy của Hong Kong. Vương Tinh từng lăng xê thành công nhiều tên tuổi nổi tiếng như Khâu Thục Trinh, Trần Tử Đan, Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa. Cách đây ít ngày, các trang mạng Trung Quốc lan truyền video trùm phim 18. Đạo diễn Vương Tinh xuất hiện tại một sự kiện thương mại. Đạo diễn U70 trông khá xuống sắc, để lộ cằm ngấn mỡ và vòng bụng lớn. Mặc áo tê, sớt đen và quần âu rộng khá xuề xòa. Bên cạnh ông là một người đẹp có gương mặt khả, vóc dáng quyến rũ, ăn mặc sexy khoe nước da trắng bóc và đôi chân dài thon gọn, càng nổi bật vẻ già nua của Vương Tinh. Cộng đồng mạng không ngừng cảm thán về dấu hiệu của thời gian trên người vị đạo diễn đào hoa nhất nhì showbiz. Nhưng cũng không ít người ngưỡng mộ vì dù đã gần bước sang tuổi 70, nhưng Vương Tinh chưa bao giờ thiếu mỹ nhân vây quanh. Gần đây, Vương Tinh đối diện những sóng gió tai tiếng tuổi xế chiều khi lộ loạt ảnh ăn tối và đến một căn hộ qua đêm cùng Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên là nữ diễn viên trẻ kém Vương Tinh 40 tuổi. Hai ngày sau đó, đạo diễn la làng trong sự bức xúc. Ông không phủ nhận tính chân thực của những tấm ảnh nhưng tuyên bố sẽ nhờ pháp luật bảo vệ danh dự. Ai cũng hiểu Vương Tinh là người nói được có thể làm được dù rằng mác ăn chơi và đào hoa của ông vốn nức tiếng ở showbiz Hong Kong. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng Vương Tinh lại theo học chuyên ngành văn học Trung Quốc. Sau này mới chuyển hướng làm diễn viên, đạo diễn và biên kịch. Vương Tinh được biết đến là một trong những đạo diễn mắt tay, từng lăng xê thành công nhiều ngôi sao đình đám như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, Trần Tử Đan. Mặc dù thường xuyên phải nhận giải cây chổi vàng, giải thưởng dành cho các nghệ sĩ và các tác phẩm dở nhất trong năm, nhưng các phim của Vương Tinh lại ra khá đều đặn. Kể cả khi phim ảnh Hồng Kông thoái trào, luôn được công chúng đón nhận và mang về doanh thu không nhỏ. Vương Tinh được mệnh danh là ông hoàng phim thương mại với hàng loạt series phim võ thuật hài, phim về đề tài xã hội đen, tệ nạn xã hội, hành động, kinh dị. Không những vậy, Vương Tinh còn nổi tiếng với thể loại phim 18 và đóng góp không nhỏ cho nền điện ảnh Hoa ngữ. Như có Vương Tinh, điện ảnh Hoa ngữ mới xuất hiện hàng loạt nữ hoàng phim người lớn như Khâu Thục Trinh. Tiêu chuẩn lựa chọn nàng thơ của Vương Tinh không chỉ cần gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng mà phải dám cởi. Thậm chí khi lựa chọn diễn viên, vị đạo diễn khét tiếng còn yêu cầu các người đẹp phải trút bỏ toàn bộ xiêm y, chỉ để lại một nội y duy nhất để đánh giá hình thể. Cũng chính vì vậy, Vương Tinh luôn gắn liền với biệt danh ông trùm Playboy của Hong Kong. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, đời tư của ông trùm phim 18 cũng có không ít tai tiếng. Mặc dù kết hôn từ năm 23 tuổi, nhưng Vương Tinh liên tục vướng tin đồn với các mỹ nhân nóng bỏng. Những năm đầu của thập niên 90, ông công khai qua lại với nữ diễn viên Khâu Thục Trinh, thậm chí hết lòng bảo vệ và nâng đỡ người đẹp. Tuy nhiên, sau này Khâu Thục Trinh không chịu nổi áp lực dư luận nên quyết định chia tay. Đến nay, các scandal tình ái của ông hoàng phim 18 vẫn thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Tháng 7 năm 2020, Vương Tinh từng bị bắt gặp cùng ăn tối với một mỹ nữ chân dài lạ mặt. Sau đó hai người tay trong tay vào khách sạn. Tháng 8 cùng năm, ông trùm Playboy lại sánh đôi cùng một bóng hồng khác. Nhưng Vương Tinh luôn phủ nhận tin đồn và cho biết giữa ông và các người đẹp chỉ là quan hệ hợp tác trong công việc. Mặc dù vậy, gia đình Vương Tinh luôn bình thản trước mọi sóng gió dư luận. Trong một lần dắt tay bà xã tham gia game show giải trí, đạo diễn U70 cho biết vợ ông rất cá tính và có IQ cao, luôn thông cảm với công việc của chồng, đồng thời cũng thân thiết với nhiều bạn bè trong giới. Đến nay, cô con gái út Vương Tử Hàm cũng nối nghiệp cha. Cô nàng tuyên bố sẽ đi theo con đường phim 18 và thường xuyên chụp những bức ảnh khoe trọn ba vòng gợi cảm, được mệnh danh là hot girl xứ Cảng Thơm. Bước sang tuổi 66, Vương Tinh vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Đầu năm 2021, ông cho ra mắt hai bộ phim điện ảnh Bà Chủ và Epic Hejus được chiếu trên nền tảng trực tuyến. Sắp tới, Vương Tinh tiếp tục cho ra mắt dự án phim Truy Hổ Cầm Long với sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám như Cổ Thiên Lạc, Ngô Trấn Vũ, Lương Gia Huy, hứa hẹn sẽ trở thành một tác phẩm bom tấn làm mưa làm gió vào mùa hè năm nay.